Thưa chế nòng lon tỏng pàn, đại lâm trà, lạng sang vền, tác con nhằn đạt chuẩn nọc chụt lặn, nhập nên nhảy trệ na sập chạt. Dì ta nấy lai tỏ cung xây, trà lan lao tiểu, lon tay cọ chất lượng hao tiêu chí là đạt. Công phán thầy cố cấp ủy chấn quyền lon cố nhân men tẩy phụng, sẵn thẹm cây mạt, ta mạt lạng sang vền, là kèn đại lâm, xây trà, tú nặng hay sẵn, trà nọc chụt lặn tay cọ. Lon tẩy phụng quyết lâm, phán táo tiểu hơi táo xế san, lạ tập chặt. Căn chấu, nà sẩy suối tàu, tiêu đại lâm, tròn tắc lạt cố nhan men, tiêu trái càng hay sảng, nọng chụt lạn. Cùng xây, phóng xây cùng xây, sẽ càng chặn hợn cậy cố càng cây. Xác định hay sảng nóng chụt lạn tay cậu, dì dắt trời hao cọng chấu tóc lạm, nón leo, trời cú cọng chấu chắn trị trời tệ bàn. Do này cấp ủy chấn quyền đại lâm trà là chỉ đạo tập tròn, tiêu liều lạt, tiêu chấu hao tiêu chí. Chấu cú cọng vệ sinh môi trường, thọng thoáng, lon tràn, hầu. Chàng của nhân men phát chấn cành chạy ọc tàu, từng dáng tay cậu xào nhạp, lon liều cậy là không. Trời phát chấn cành trại, lon lạt xét xảy chấu chặt nông nghiệp, đại lâm tập tròn chấu giao kết cá đề án tái cơ cấu nông nghiệp, phát tỏng của nhân men, vàn bạc đen tầy, tái căn mọc tròn trích tròn lạn nhập chấu chặt. Tiêu chấu chặt phát chấn lon giao kết cá, chá là dâu táo chấu ho cỏ vạt, xuôi lau, trời tóng làm tiên tòng, tạc càn. Lon song tiêu suối cào xuôi tạc vạt hạc nền, đảm bó nhu cầu, làm xuôi. Nhất xảy bê tông bến lầu trời tóng làm tiên tòng, táng ngày táng cộng, mải hàng hóa. Bây giờ thì có đường làm đường to rồi. Ta mát vản bạc tên tẩy, giao lô bê tông trời tóng làm tên tòng, cháy nông ngục cây chấu chặt chân xỉ ngày. Vượt chỗ như trước nữa. Dì ta cố cầu vản bạc tên tẩy, ngang bến suối cao xuôi trời tóng làm tên tòng, lại chấu phạt cố cầu ngày táng của nhân men chấu chặt. Ta này, chấu phạt tiền đề táng cầu vùi vột tay cọ sang tiêu lầu, trời tóng làm trụn, vùi vột ta làm sẵn tó ngổ tó chặt mét. Tiêu chấu tạc của con này, tàng ủy ủy ban nhân men trả là phối hợp lon hao đoàn thể chán trị tuyên truyền vận tỏng của nhân men, dạng trời lem lẻng bẹn lầu, táng này. Ta mạt nhạc can tặc chủ trương của trả, cố chun, ốc tao trá Trần Văn Hà, giàu hộ khẩu trời chun nải, cháu làng dạng trời chun giàu. Ta mạt tặc tuyên truyền vận tỏng, trá là cả táng hơn ếch bẹc nhề sập mét vuông này, thao kháng chân sập ngậu, săn bạo, tiêu vụi vột lầu hối lai của chun. Cha nhắm, tháng nay chấu lầu sẽ cộng chấu mà nan tú phải chấu, giao tắc tiêu lầu hối lai, tài lon hầu. Ta mạt năm nổi lạn lên cậy răng lầy, ni giàu tẩy hối lai tặc ngày. Lon phát chấn canh trại của nhân men trời trộn, gì tặc ngày hơn. Gia đình có đất thì là thôi bảo là hiến cho thôn để nó làm đường nhưng mở rộng cho. Ngoác tao tháng nay tiểu vụt vột tiêu lầu, tiêu giàu tiêu lầu hối lai chấu chặt tặc ngày hơn. Giàu tiêu lầu, vột lon hầu, cố nhân thụ hưởng lệ tao sẽ cháy nào ngổ cây, nên ngổ cây, màu tỏi mằn, van ngăn trên. Thế là muốn đường nó hơi, nó là chính là cũng đủ rồi nhưng mà nó đường nó hơi cong thì nó bảo thôi hiến đất cho thôn để thôn làm cho nó đi lại cho nó rộng rãi. Cùng xây, tiêu lầu hao vột hợn lạ mét, trị hối lai, giáng phến cắn lán hầu. Ta mạt tắc tải piêu chửi trụ non trả tuyên truyền, cậy hào lợi ích hay sảng nọng chuột lạn. Tao nên nhảy trễ lan nhảy nhảy, mở hòng ốc tao trá hà, thao kháng săn bạo táng này, mà cằn liều của nhân men chửi trụn, chửi lẻng lem, phú tiêu lầu. Lan cả, chẹt ếch phản này của ốc tao, tiểu vụi vột lầu, mà một tỏi mằn, van ngăn trên. Trọng, lon tinh thần, cục cạ lon của nhan men chay cạ chấu, ni sang cạn ọc, mổ say táng nay, hắn năng, thao kháng san bạo, hao nhân cây, tứ nặng chẳng xì măng, sắn nay xịch tàu, lon sọc cạt, tiêu hơi sảng lại, san bạo táng sang cạn ọc. Lai táo xế san thung xây, tiêu lầu của trụn là lốt tạc chấu trọng, bôi bê tông, vột hợn ngổ mét. Chắc hết là chỗ chi bộ, đảng là họp là thống nhất. Cũng vận phân công ngô cây họp chi bộ lon phản cộng táng sang hào đồng chí hơi tấu từng cạn óc tao tiểu vận tỏng tuyên truyền chế nòng nhan men táng này chay sạm non chẳng chay cạn hơi sảng nòng chuột lạn cái đủ cái tiêu chí nhờ sang cạn óc tao chay sạm táng này sang nhạt cây không khí vui lầu hơi sảng nòng chuột lạn làng rào chặt chân sẩy phối nổi trời liều sang tiêu lầu trời chuột trời đại lâm trà lồm tiêu lầu trồi chuồn diễu, dầu chiều trăng lấy bẹp mét, đảm báo chiều vuột xảy làm phải mét 4 tóng ngổ mét.
vừa cố sang can nhân men ọc xẻng trôi lèng lem lầu là cả nguyện tắng nay tắng tên tầy tiểu vụi lầu. Vận dịch, nay tầy xây tài sản, cá trị chân xây tài. Cú cọng tắng nay xây quyết định mẫu hào chấu tam ma xây xẻng của nhân men cán giàu tổ lán hầu. Hợn này, cú cọng chết hối ết phản nay tầy cú cha dị tiểu lại, vì xảy sang rằng cắn nhám tổ cố một xìu của nhàn. Chọn đơn nhàn xịt tắc táng nay tiểu chấu lầu hay sảng nòng chuột lạn, xây cú cọng hay sảng táng cọng tòng. Lòn táng chán văn bản thân lòn ọc tàu, nên tổ của nhân men trồi đại lầm là sẵn sàng cham mọc táng nay, thao kháng săn bạo tiểu chấu lầu hồi lai. Các gia đình cũng đồng thuận, thế là người thì cạp bờ dụng lúa. Sắc càn nhân men ọc chay sảm chẳng, cô nhân táng này, cô nhân thò khéng săn bạo, cô nhân chẳng sáng nay xịt tàu, cháy nòng tròn sau, đoàn kết chắc cả hơi sảng nòng chuột lạn. Ngộ cây họp của nhân men, chấu quy tắc dân chủ chơi hơi sảng nòng chuột lạn, nên cô nhân men chay sảm non chẳng cậu. Dân hại. Ta mạt chấu cố cọng hay sảng nòng chuột lạn tai cậu, chuột diễu dì lâm sang chuột cả táng trời trà, nhân ta cọng dơ tó, tạt leng, vền, trên liều sang sảng cọng. Tô công trình dự án tạc chấu, hoặc mùa án phát chấn cành trại, lạc không, phát huy rào kết cá. Cạt bè xẻ chấu lầu hối lai nọng chuột, ta cố cọng tuyên truyền vận tảo của nhân men, trách cả cho sau hay sảng nòng chuột lạn, nhằm tai cậu chất lượng tiêu chí, đáp ứng tặc nhu cầu thực tế trời của nhân men. Cho mồi ngầu nên chấu, trụ diễu là rào hàng sạp cạn ọc táng này, tiêu giải phóng nay mền, thò khéng săn bào, ọc xưởng, tiêu vụi vột sang tiêu lầu khối lai trời trộn. Lai tàu cung xây, cơ bản là ngàng bến tạc bẹp phần bẹc lầu bê tông, rào chiều vột tạc 5m4, tó lọc mét, lon chạy gần mọc chặn lầu vạ. Hạc tàu này trộn gì cán rào cọng lắp tạp liều cố lầu điện chiếu leng, chăn díu xể dọc của nhân men, cọp nhạc. Chúng tôi là có 3 cái dân chủ, một là ra họp dân. Ngô cây chấu lồng quy tắc dân chủ, nhân men xịch, nhân men chấu, nhân men tiếng dầu. Cố nhân men chay sạm hay sảng nọc chuột lạn. Cô xây ngô cây là chấu trọng sập ba trời sập cao tiêu chí. Nên nhảy trễ lan nhì nhảy, ngô cây sẽ phán táo chấu trọng sập cao trời sập cao tiêu chí, tiêu hay sảng nọc chuột lạn tai cỏ. Những cái tiêu chí để xây dựng nông thôn mới lương cao. Cô xây liều đại lâm trả sau nhảy sạp công trình, lạng tặc chấu. Chân díu xây hao cộng trình tai cọ vụi vột nghiệp bến lầu hối lai nọng trộn, lầu trùi tóc làm tiên tàu, tai cọ sầu lại hay sảng lạn óc phán vá. Dì ta cố cọng chấu chay sang tiêu lầu lạn, hiện sảng ép bồ chanh sang lầy chân xây hò xẹng. Dạo cố cọng vạt lạn này, dì xây nhơ cọng phán táo của tảng bộ lọt của nhân men đại lâm trà. Cạt bè xây phát huy lạt xẹt cọng tòng trời phong trào, liều của nhân men đoàn kết hay sảng xây xẹng phán vá trời bá tẩy trời, nêm non hay sảng nọc chuột lạn. Rào sang hào cộng trình, hắn tặc tao từ hay sảng, lon tái nhập xây dòng, rào kiệt cá thiết thực. Chắn căn chấu tổ cạn ọc tàu, gì là khéng hàng bẹc triệu ngăn, tiêu cóp nhập tròn, nhập hay sảng cộng trình. Lồm chuồn trạng là chấu lối tròn mán lầu của chuồn, lon chiều trang ngộ bẹc mét. Trên đây rào ọc tàu vắn giáp văn liền, rào cao sập mét, chào cố bá tên tòng. Tiêu chai chuộn, vụi tiêu lầu cải tàu ọc, nị ọc tàu vắn, di phải kháng chặt lai hợn, ép bẹc triệu ngàn, tiêu cọp nhập. Được sự quan tâm của đảng, nhà nước và... Tắc còng dâu tó cố sang cấp ủy chắn quyền, cháy nòng ngộ cây là dạo tiêu lầu bê tông chân xỉ vột lần hầu. Ngỏ ọc tàu gì cắn cọp nhập thêm cản ép bẹc triệu ngàn, tiêu vụi vột tiêu lầu. Dạo tiêu lầu lạn, ngộ cây hối lai, chấu chặt tạc ngày, ngộ cây chân xỉ phán hầy. Lai tỏ cung xây, đai lâm hắn đạt sập lạm trời sập cao tiêu chí trời hết sảng nọc chuột lạn tai cậu. Trọng trời sang học tiêu chí này, mạng tặc chấu trọng, ni cán rảo sang giảng cạo nhảy. Cách cơ bản ta cung xây tó mồi nên, chả gì xác định hôi tó mồi xế lôm xế san, là tạp chặt. Tắc xích xế san nhảy trên sập ba tó nhảy trễ là nhìn nhảy, đai lâm chả là huy tỏ tắc cản xế sập tí ngăn, tao từ chấu cũ còng hay sảng nọc chuột lạn tai cậu. Trên đây, nguồn ngăn sội cú của cả cổ leng, cú vin xin lấy về nhảy tỉ ngăn. Ngăn sội cú tệp mạ xin làm sử dạp tỉ ngăn. Nhân men cọp nhạp lấy tỉ ngăn. Mặc dù nguồn ngăn sội cú của cả mang tặc cấp, trong đại lầm, dí là rào hao cộng chấu bến phạp dự phòng, mổ tiêu diếm trái, ta mạt hồi tó mồi.
sảo thể kín, trời xế san hơi sảng nọng chuột lạn trời đại lầm, tạc của nhân men chay sạm tròn sao cóp lạt, trời chay lon chấn quyền tệ bàn, ta mạt chấu hào cọng chấu, lăn đảm báu, đạt tắc hao tiêu chí hơi sảng nọng chuột lạn tai cậu, xề lôm quy định. Đối với các tiêu chí nông thôn mới nâng cao là cung xây ngổ cấy lăng lộp tổ học lán hầu, sang hầu tiêu chí, mang rào hướng tái chăn, cậy sang điểm đạt tạc, đề nghị sang bộ, ban, ngành, lon ủy ban nhân viên xeng cho rào bộ tiêu chí chuẩn, tiêu ngổ cây phán táo, chú trọng xề lông cọng chấu là tập chặt, nhập sạp nhiệt nên nhảy chuyện là nhìn nhảy. Tiêu chú trọng hầu tiêu chí, nhân men cọp nhập, ngăn trên, lón ngăn sội, cú trà, xề hơn làm sập tỉ ngăn, tiêu hay sảng hào hang mọc cọng trình. Ngô cây măng ối tặc cung cấp nguồn ngăn trên trầu, tiêu chấu trọng, hao tiêu chí là tập chặt. Về nguồn vốn thì chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Sấy san táo, nhằm tay cọ sấy sẻng của nhân men, đại lâm tố nặng chảy xác tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hay sàng tôm mộ ăn canh trại rào kiệt cá, chẳng sấy sẻng của nhân men, tố nặng tặc tai sàng. Đảng bộ, chấn quyền tệ bạn, tố nặng sẵn thèm còn lãnh đạo chỉ đạo chơi sấy san chấu, huy tòng liệu hệ thống chấn trị nhập cuộc, chịu hầu, quyết liệt. Tập tròn hay sảng kết cấu hạ tàn, canh trại trả vồi chay, nhất xảy, lầu hối lai, suối cào xùi, cơ sở vật chất phán phá, cáo dọc. Chạy xét dòng khoa tỏ công nghệ nhập chấu chặt, tay cọ chất lượng nguồn nhân lạt, cáo cộng, giải quyết cọng chấu, chạy xét phát chấn chấu chặt, lạc không càn. Phát huy đặc liệu, vai trò chủ thể của nhân men, huy tỏng hao nguồn lạt tiêu hay sảng, nọc chuột sản tay cọ. Chấu hào, cọng lồng kép, nguồn ngăn trên ta hao chẳng sạn, dự án, cọng cọp nhạp, cố hao họp tác trả, doanh nghiệp, giàu chuyển tệ bản.